Vâng, hành trình kết nối những trái tim, chúng ta lại đang có mặt trong một hành trình có thể nói là hết sức tuyệt vời và không biết điều gì đằng trước và chúng ta sẽ phải đón nhận, đúng không? Thưa quý vị và tất cả các bạn, chị Sue Black và Bảo Thi thân mến, ở số trước có thể nói là chúng ta đang rất hồi hộp. Khi về là em cũng không ngủ được bởi vì là không biết được kết quả giữa cái cuộc tỏ tình của Bảo Hiểm và cô Sóng. Không biết là sẽ đến đâu bởi vì là Bảo Hiểm thì không tự tin lắm. Mà Sóng thì đứng trong một vòng tròn trái tim cháy bùng bùng như thế thì không biết là về cô Sóng là còn được rất nhiều chàng trai để ý. Và không biết là cô này là cô có thực sự gật đầu với anh chàng Bảo Hiểm không? Nhưng mà thật sự là anh chàng Bảo Hiểm này phải nói rằng nếu mà ở dưới con mắt của Siêu thì chị thấy đàn ông, một người rất là đàn ông, rất nam tính, thổ lộ ngay và nói câu đầu tiên mà ai cũng thích. Tại vì chưa bao giờ Black nhận một câu nói rằng là anh yêu em. Thì nhắc lại về cái anh Mr. Bảo Hiểm này thì hôm nay em cảm nhận được anh ta đang đứng trong vị trí của Zenda. Cái người mà lần trước tỏ tình với anh ta nhưng mà anh ta đã từ chối. Còn không biết lần này thì khi mình là người tỏ tình thì Mr. Bảo Hiểm của chúng ta sẽ như thế nào? Đương nhiên là chín chắn hơn nhiều. Không như hồi hộp, Bảo Hiểm rất hồi hộp. Có hai người đi rất lâu trên chuyến xe của chúng ta cho đến giờ phút này, tức là Bảo Hiểm và cậu Kit. Và có rất nhiều những cái cung bậc tình cảm mà họ đã trải qua. Tiếp tục sẽ như thế nào, đúng không ạ? Vâng, chúng ta xem tiếp ạ. Ở số trước, cuối cùng nhân vật hài hước và đặc biệt nhất của chúng ta đã quyết định dừng lại. Với một vòng lửa hình trái tim, Mr. Bảo Hiểm đang tỏ tình với Sóng. Đẹp quá. Đẹp không em? Sóng à? Anh yêu em. Anh yêu em còn nhiều hơn tất cả những gì anh nói với em. Đây là tấm vé rời khỏi hành trình. Anh mong rằng em sẽ đi cùng anh. Sau gần 75 ngày theo hành trình, mãi đến ngày hôm nay, Mr. Bảo Hiểm mới có dịp trở lại với bộ complete yêu thích của mình. Hơn ai hết, anh hiểu phụ nữ cần gì ở người đàn ông lúc này. Đó là sự nghiêm túc. Vẻ tếu táo nghịch ngợm thường ngày của anh bỗng bay đâu mất. Chỉ còn lại một Mr. Bảo Hiểm với những nét lo lắng không giấu nổi trên gương mặt. Tối qua, anh hơi mất tự tin. Thế nào quá. Lúc mới về một hồi thì vẫn còn cái run. Hồi hộp với lúc đó thì sau thì về đến đây thì ngồi ở đây không nhận được cái cảm giác cô ấy cảm động hoặc là cô ấy dành tình cảm cho mình. Lúc đó thì cảm thấy nó trống trơn, nó cảm tưởng là không hy vọng là cô ấy sẽ về đâu. Lật lại những ngày tháng trước đây mới thấy có rất nhiều chuyện để nói về Bảo Hiểm. Anh ta thực sự là chàng trai đặc biệt của chương trình. Những ai dõi theo suốt hành trình kết nối những trái tim mới thấy hết sự đặc biệt và sự đa dạng tính cách trong con người này. Trước khi tham gia chương trình, mọi người biết đến anh như là một nhân viên bán bảo hiểm cực kỳ chỉnh chu, nghiêm trang, thậm chí hơi quá so với cái tuổi 27. Nhưng ngay lời phát biểu đầu tiên, ông già 27 tuổi này đã bộc lộ chất tếu. Hy vọng là mình đi một nhưng mà về sẽ về hai. Ông già 27 tuổi đã hẹn chuyến xe tình yêu đón tại trạm chờ xe buýt với một bộ đồ tin như thế này. Có vẻ gu thời trang của Mr. Bảo Hiểm có vấn đề. Áo đi đường áo, quần đi đường quần, mũ đi đường mũ, nhưng có vẻ phong cách thời trang này vẫn có người quan tâm. Sóng vẫn chưa đến. Nhìn bộ dạng hồi hộp đầy âu lo này, khó ai có thể tin được con người này từng gây ra không ít chuyện ngộ nghĩnh trong suốt chuyến hành trình. Có đôi có cặp bỏ lại mình tôi ôm nỗi buồn. Anh chàng nhạc sĩ nửa mùa này còn có một thú vui khác, trang trí hoa văn cho áo người khác. Nếu như kỳ đà là con vật hay cản mũi, thì Bảo Hiểm là kỳ đà thứ thiệt. Cặp đôi Keo và Cún đã cố gắng cắt đuôi, nhưng cái đuôi cứ dính chặt. Ví dụ mô tô mô tô
Cái này mà chạy này giống như ở dưới Vũng Tàu. Này Vũng Tàu nè. Mà chạy giống chạy Honda đúng không? Mà mình phải mặc đồ bơi mình mới đi được. Có phao nữa. Hay đấy à? Hay đấy à? Cặp Kiss và Hòn đang bị theo dõi. Một kế hoạch phá đám đang được vạch ra. Kẻ chủ mưu không thể là ai khác, Mr. Bảo Hiểm. Anh ta làm khỉ còn giống hơn cả khỉ. Nhưng có lẽ hay nhất là hình ảnh này. Tất cả các hãng sản xuất máy chụp hình sẽ đóng cửa. Mr. Bảo Hiểm vừa cho ra đời máy chụp công nghệ mới với độ nét cao, màu sắc đúng chuẩn. Các bạn cứ chụp thoải mái nhưng đừng mong lấy được hình. Có rất nhiều tính cách ở những bạn tham gia chương trình: sự điềm tĩnh của Keo, vẻ lãng tử của Kiss, chất lãng mạn của Voi. Nhưng Mr. Bảo Hiểm là tổng hợp các tính cách. Anh như một bức tranh lập thể nhiều màu sắc. Thật ngạc nhiên là có rất nhiều tố chất trong con người này. Có khi anh lãng mạn như một nghệ sĩ. Một phát hiện mới của khoa nghiên cứu tâm lý học: người lãng mạn thường thích đeo trang sức kỳ dị quái quái. Đúng là Bảo Hiểm rất lãng mạn. Lãng mạn một cách lạ thường. Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn em tâm sự thì chàng ló lá. Còn đây là với sóng. Và tìm được đúng cái người mà người chung bông hoa hồng. Anh yêu chị. Quá lãng mạn. Nhưng cũng vì lãng mạn quá mà anh chàng phải vài phút hy sinh bản tính lương thiện vốn có của mình. Nếu có ai thống kê được hết những ngu của anh chàng này mới thấy lẽ ra Bảo Hiểm nên là một triết gia. Khi mà một con người mà đã đang trên con đường chinh phục người thế giới của mình, cái người một nửa của mình, thì phải có thái độ tích cực và cái gì đó nó phải thể hiện, nó phải luôn luôn kín kẽ từng lời ăn tiếng nói, bởi vì nó tượng trưng cho cái ngọn của cái cây. Cây phải có ngọn. Cây cây cột trụ này. Dạ, rồi. Thế còn hoa sim? Hoa sim là màu tím tượng trưng cho sự thủy chung, với ước muốn là chúng ta khi đã thành đôi thành cặp chúng ta phải thủy chung với nhau. Mình là ở cái thái độ, cái sự của chúng ta nó sẽ ảnh hưởng, gọi là sai một ly đi một dặm. Và không phải ai cũng hiểu hết lời phán của triết gia này. Nó thuộc về sự lựa chọn cả. Nói chung là lựa chọn một cái nhân tốt thì chúng ta sẽ có một cái quả tốt. Triết gia này cũng vừa nhận được show đào tạo phụ nữ. Có đảm đang, có giỏi giang đến đâu chứ, nếu mà về nhà không đảm đang thì chưa người phụ nữ đó chưa làm hết cái trách nhiệm. Ra mà làm chứ. Không phải chia việc được, cái việc này là lúc nào chồng giải như chồng làm thôi. Làm thế nhà, cô em đâu có làm gì đâu, cô em đi làm, không có cổ nhiêu cho, chồng làm hết rồi. Đó là trường hợp hữu trên đời. Và đôi khi triết gia đưa ra những nhận xét cao siêu đúng đến nỗi rất huề vốn. Cái này nó
thay con trâu á, nó thay con trâu á, đúng không chị? Cũng đoán chắc, nếu có một cuộc thi lấy lòng phụ nữ dành cho các triết gia, chắc chắn Mr. Bảo Hiểm sẽ lọt vào top 3. Anh Tán rất có nghề và đa màu sắc. Không, nói thật sự là nếu anh là họa sĩ, anh sẽ vẽ lại một bức tranh y chang như vậy và tặng cho anh. Có cần thiết quá ưu ái một người mới đến như thế này? Anh có một phần quà nhỏ. Phần quà nhỏ thôi. Yeah. Anh tặng cho em. Đây là món quà anh tự tay anh làm á. Dạ. Yeah. À, cảm ơn nha. Ok. Good night nha. Good night nha. Yeah. Good night. Vì gió, giữa Kiss và Voi gián tiếp có một cuộc cạnh tranh ngầm. Nhưng Mr. Bảo Hiểm thì đơn giản hơn. Anh chọn cách trực tiếp. Em có muốn anh cõng em không? Gió. Trời ơi trời. Anh sống thật với lòng mình đi, anh không chịu. Cùng với Zenda, anh ta lại tấn công một cách rất vụng vẻ. Em biết không? Em... em... bị... mệt đúng không? Ừ. Em mệt, em cảm thấy khó chịu từ từ lúc... mấy giờ? Em thường xuất hiện trong giấc mơ của người khác. Thế à? Cho nên em mới mệt như vậy. Thêm một điều lạ nữa, tất cả các tính cách ấy lại có thể nằm trong con người này. Một võ sư mẫu mực. Việc luyện tập võ từ khi còn rất nhỏ đã tạo ra cho anh một cơ thể rắn chắc, từng múi cơ khỏe khoắn. Đặc biệt, vòng eo của anh khiến các cô người mẫu chuyên nghiệp cũng phải ghen tị. Nếu có điều kiện, biết đâu anh đã chộp được vai diễn Hoàng Phi Hồng của ngôi sao Lý Liên Kiệt. Không sao, anh đã có vai diễn khác ấn tượng hơn. May mà sợi dây thần kinh ăn năn của anh ta vẫn chạy tốt. Voi, một viên cho bớt căng thẳng. Một viên cho bớt căng thẳng. Đâu căng thẳng gì lắm đâu. Tự tin hơn. Hơi rung thôi. Nó sẽ giúp cho bạn tự tin hơn. Dạ đó. Mà phải công nhận Mr. Bảo Hiểm sử dụng double mean rất hiệu quả. Bằng cái thỏi chewing gum xanh xanh the the bạc hà hay hay ấy, anh ta có thể làm quen và thân thiện với tất cả mọi người trong suốt chuyến hành trình. Anh một lần. Em hay ăn cái này không? Hả? Không ăn. Double mean. Không ăn. Em mà cô đơn em ăn vào hết cô đơn rồi. Đặc biệt để có thể nhận ra là người Hoa. Điểm gì là điểm chung? Em. Ai quên rồi, ai chưa tiền nhỉ? Khăn đúng không? Khăn đội đầu đúng không? Nhìn vào khăn và biết theo Bảo Hiểm thì cả bức tường cũng cần phải tự tin để đến gần nhau hơn. Chợ kẹo xin gôm á, ăn kẹo xin gôm vào em mà chưa có người yêu mà ăn vào có người yêu được. Em thở ra một hơi đó là những cô gái thích em hơn. Lẽ ra anh chàng này phải tỏ tình với Double Mean mới phải. Tôi yêu Double Mean.
cái cậu bảo hiểm này, tôi thấy vừa rồi chúng ta có một cái nhìn toàn cảnh với cậu ấy, rất tuyệt vời. Và tôi đang có cảm giác là tôi phải phát ghen lên với cậu bảo hiểm. Hay à? Bởi vì nếu như tôi được đặt vào vị trí của cậu bảo hiểm thì tôi còn sẽ quậy hơn rất nhiều. Tôi còn sẽ có nhiều cái để khai thác hơn rất nhiều. Và nói thật nhé, nói chẳng nhẽ lại nói về mình thế thì không ra thế nào, nhưng mà tôi còn đáng yêu hơn rất nhiều. Nói xong tự cúi đầu xuống. Chị cũng cảm thấy thế. Chị muốn là nếu mà chị tham gia được chương trình này, chị muốn có người bẻ một nhánh hoa tặng cho chị thật là lãng mạn. Giống như là cái cậu bảo hiểm bẻ trộm hoa đó đi. Bẻ trộm hoa người ta, kệ cũng được đi. Nếu mà chị xịu Black lên xe thì sợ là chuyến xe đi nó sẽ không được bon lắm. Bây giờ em cảm thấy là thật sự nếu như mà một người đàn ông có cái cá tính vô nhộn như bảo hiểm thì cũng ok. Đúng. Nhưng mà nếu như mà để yêu một người mà suốt ngày cứ trẻ con như thế thì chắc là em yêu không được. Thế là yêu không được. Tại vì em chị nghĩ rằng là yêu người dí dỏm mà vui tính như thế. Đúng hay rồi. Chứ dí dỏm vui tính thì em cũng đã ok, nhưng mà cái này em thấy ảnh suốt ngày cứ pha trò không mà đàn ông mà cứ pha trò nhiều quá như vậy đôi khi thấy hơi con nít một chút. Em không thích. Bảo Thi ý muốn nói là rất cần một chỗ dựa thật vững chắc cho mình, đúng không? Đúng rồi. Có một chỗ dựa cực kỳ vững chắc đây này. Chị em cứ mạnh dạn mà dựa ra sao. Rồi. À, chị dựa thử nha. Chị thử. Cứu heo mi. Con người muôn mặt. Danh xưng này khiến người ta nghĩ không tốt về bảo hiểm. Nhưng anh ta đặc biệt ở chỗ muôn mặt khó hiểu, nhưng lại rất đáng yêu và dễ mến. Thật ra bên trong con người này là một tâm hồn nhạy cảm sâu sắc. Có những chi tiết mà nếu hời hợt người ta không thể nhận thấy được. Bảo hiểm luôn nhận ra và xúc cảm với những chi tiết đó. Nhớ cái ngày vào thăm nhà hai vợ chồng cụ già neo đơn ở làng gốm Hương Canh. Chính anh, chứ không phải ai khác, đã phát hiện ra cái đồng hồ trên tường nhà đã bị chết. Anh hiểu rằng đã từ rất lâu rồi hai ông bà không được ai chăm sóc. Như đứa con xa nhà lâu ngày mới về thăm bố mẹ, bảo hiểm rất hiểu mình phải làm gì. Một việc làm rất nhỏ của bảo hiểm nhưng không hề nhỏ chút nào cũng đã chứng tỏ được cái sâu sắc trong con người anh. Nhật ký của anh có trang viết: đến thăm làng gốm và ở lại ăn trưa với cặp vợ chồng già neo đơn, tôi mới biết thế nào là tình yêu đích thực. Thấy họ nghèo mà hạnh phúc ở tuổi 80, tôi thầm ước cho cuộc tình của tôi trong chuyến đi này cũng được như họ. Học có chu đúng không? Hai cái một cái. Một lớp học rất thiếu thốn. Mọi người thấy rõ điều đó, nhưng cũng chính bảo hiểm chứ không phải ai khác. À, mình bỏ đi chứ sao mà hai cái sự cái này bỏ mà. Lớp học của các em có thêm một cái bàn không mới nhưng rất chắc chắn. Vẫn là anh nhận ra đèn đóm ở đây đã hư hết. Người ta thích anh vì anh hài hước nghịch ngợm, nhưng người ta yêu mến anh vì những việc mà anh đã làm đều chứa đựng một tình cảm sâu sắc. Chính các thành viên tham gia cùng anh suốt chuyến hành trình cũng cảm nhận rất khác nhau, nhưng tất cả đều có ấn tượng tốt về anh. Bảo hiểm luôn luôn là một người anh đối với em. Anh có những suy nghĩ rất chín chắn, anh em là rất là nhiều tình cảm, rất là thân thiết. Bọn em thì mỗi đứa đến từ một phương trời khác nhau, nhưng mà khi đã hòa nhập chung vào một đoàn thì cái tình cảm nó thật sự là gắn bó nhau. Em luôn luôn coi bảo hiểm là anh trai của mình. Sau một thời gian nói chuyện với lại những cái lúc mà làm việc hoặc là vui chơi, em cảm thấy là càng ngày càng có ấn tượng tốt về anh bảo hiểm. Nhật ký của Keo có đoạn nói về bảo hiểm: tôi thật sự ấn tượng với Mr. Bảo hiểm. Tôi xem anh như một người bạn dễ gần,
và cũng là một người anh. Lúc tôi buồn chán hay đang trầm lắng, chỉ cần nhìn anh Bảo Hiểm là nụ cười nở lại trên môi tôi. Nhưng trên hết tất cả, điều khiến mọi người luôn thấy gần gũi và tin cậy anh là vì anh luôn nghiêm túc trong chuyện tình yêu. Đặc biệt, anh là người rất tôn trọng phụ nữ và tôn trọng tình cảm người khác. Cái ngày anh trả lời với Jenda cho thấy điều đó. Có thể tình cảm của anh dành cho Jenda chưa đủ để khiến anh rời khỏi hành trình, nhưng anh rất trân trọng tình cảm của cô. Anh đã phải chú ý từng lời một khi từ chối Jenda mà không tổn thương cô. Jenda. Vâng. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của em hôm qua. Anh nghĩ là thời gian vừa qua em không hề có lỗi gì với anh cả. Đây là chiếc ly anh đã mua ở Đền Hùng. Mong em hãy xem anh như một người anh trai. Và coi chiếc ly này như một người bạn đồng hành luôn ở bên em. Anh không thể về với em trên hành trình này được. Vâng. Nhớ lại ngày ấy, người ta không chỉ thấy thương Jenda mà còn thấy thêm yêu Bảo Hiểm. Anh rất đàn ông, minh bạch và đầy tình cảm. Giữa anh và Sóng cũng không thiếu những khoảnh khắc rung động lãng mạn khó quên. Nhưng liệu trái tim Sóng có dành chỗ nào để lưu lại những khoảnh khắc ấy? Về cùng anh hay đi tiếp? Đến giờ khi mà xem qua cái đoạn băng vừa rồi thì em lại có một cảm giác khác về cái anh chàng này. Anh chàng này bây giờ thì lại đàn ông và có tính nhân hậu nữa. Nên chắc có lẽ là mẫu bạn trai này cũng khá là lý tưởng cho những cô gái trẻ bây giờ. Như nói chuyện mà quên mất là người đàn ông chín chắn đang ngồi đây. Xin lỗi chị, em đang lắng đọng sâu sắc. Rất tuyệt vời thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một không khí của cậu Bảo Hiểm, của mối tình của Bảo Hiểm và của một con người có thể nói là rất nhiều điều để chúng ta cần phải khám phá. Tuy nhiên mục đích cuối cùng mà tôi đang muốn thì vẫn chưa nãy đến. Giờ vẫn chưa khám phá được. Rất căng thẳng. Bây giờ tôi đang muốn xem tiếp. Đêm qua anh ngủ ngon không? Anh gần sáng cũng ngủ được. Em thế nào? Em ngủ không? Rất là ngon. Em có thể về cùng anh được không? Rất là căng thẳng. Căng thẳng quá. Căng thẳng, nhưng mà hồi hộp, căng thẳng, lo lắng. Tặng quà. Bây giờ tôi chưa biết là quà gì. Nhưng mà anh ấy kia. Bây giờ như thế này. Theo như kinh nghiệm của em. Lại kinh nghiệm. Từ khi tham dự chương trình và thêm rất nhiều kinh nghiệm. Có cái đúng, có cái sai. Thế nhưng hễ cứ tặng quà là đôi đấy đứt phần phật. Có nghĩa là bây giờ anh Xuân Bắc phỏng đoán là cái cặp này sẽ không đến được với nhau đúng không? Thì đấy là kinh nghiệm thôi. Nhưng mà đôi khi không biết. Kinh nghiệm em lúc nào thôi, bây giờ kinh nghiệm. Bây giờ em với chị xem coi kinh nghiệm của anh Bắc có đúng không? Nhưng mà Bảo Thi bảo có hay không? Em nói lần này là Sóng chịu. Chịu về cùng. Chị Siêu bảo có về cùng chị, không? Chị nói gì không chắc. Không chắc. Còn chị đây là không thì... chịu. Nó đôi thì chị cái nào chị cũng đúng cơ mà. Nói chung nhá. Em chỉ ước bây giờ là như thế này. Đôi này tặng buộc dây xong. Bảo Thi ạ, chị xin ạ, buộc dây xong. Thế là Sóng mắt lim dim. Sao thấy được, đâu biết sao mà sao thấy lim dim. Máy quay bên kia cũng có mà. Mắt lim dim, thế xong là Bảo Hiểm. Thế là chị cái nhỏ mắt chắc người nhỏ mắt chắc người. Thế là xong đâu ở đấy đấy, chúng ta xem tiếp đi. Đây sẽ là bước khởi đầu thật đẹp. Hay. Chị muốn gặp của chúng ta. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa.
là như nào? Thì em đồng ý về với anh đúng không? Em qua anh nhớ em nhiều lắm. Hai mình đi thôi. Anh cất được không? Được. Chắc là sẽ nhớ các bạn lắm. Anh phải nhớ những gì anh nói với em nhé. Nhớ. Rồi còn còn nhớ đến đây. Chúc anh hạnh phúc. Mình cố gắng. Dạ. Yêu, yêu hết mình nhé. Nhớ là nhớ là yêu. Lên xe đi. Anh Hiệp đi về bàn thủy nha. Ừ. Mình sẽ gặp lại nhau sau nhé. Gặp lại sau. Xin tạm biệt sóng. Hy vọng chuyến hành trình này đã để lại nhiều trải nghiệm sâu sắc và sẽ giúp cô vững vàng hơn trong suốt chặng đường sắp tới. Tạm biệt Mr. Bảo Hiểm, thành viên đặc biệt, chàng trai tếu của chương trình. Chúc anh luôn tươi tắn, hài hước, sôi nổi nhiệt tình. Đúng phim không? Và cũng không thể quên trang cuối cùng trong cuốn nhật ký anh đã từng viết. Tôi không biết viết gì đây. Viết gì để nói hết những cảm xúc, xúc động. Có lẽ phải thú thật rằng tôi như đang ở trong mơ. Ở số tới, chuyến xe sẽ đến thị trấn Sapa. Thay chỗ Bảo Hiểm và Sóng, chàng trai mới nào, cô gái mới nào đến với chuyến xe? Những thành viên cũ chờ đón họ như thế nào? Có hai điều đặc biệt ngẫu nhiên diễn ra ngay thời điểm đó, khiến cho những ngày ở Sapa của các bạn trẻ thêm ý nghĩa. Ai thích ai? Các hoạt động gì tiếp theo? Hãy đón xem số tới.